Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Như các bạn cũng đã biết thì sạc nhanh hiện nay đã trở thành một trong những cái công nghệ được rất nhiều hãng smartphone ưu tiên đưa vào những chiếc flagship của họ. Và với những chiếc smartphone ngoài có một thiết kế đẹp, cấu hình khủng, rồi là camera xịn sò, pin trâu ra thì sạc nhanh cũng dần trở thành một trong những yếu tố quan trọng để người dùng lựa chọn mua một chiếc máy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn những mẫu smartphone đang có công nghệ sạc nhanh lớn nhất trên thị trường hiện nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc smartphone thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả của video để chúng ta đến với Di Động Việt nhé. Mới đây thì Xiaomi đã giới thiệu công nghệ sạc nhanh của họ có khả năng sạc nhanh lên tới là 300W và các bạn sẽ chỉ mất 5 phút để có thể sạc đầy viên pin của mình. Và theo chia sẻ của Xiaomi thì với công nghệ sạc nhanh này có thể duy trì khả năng sạc nhanh lên tới là 290W trong 2 giây và sau đó thì sẽ giảm về 280W trong khoảng 2 phút. Trên thực tế thì đa phần các mẫu smartphone trên thị trường hiện nay thì sẽ chỉ cho phép duy trì cái tốc độ sạc nhanh ở trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó thì sẽ giảm dần. Chính vì vậy để duy trì được cái khả năng sạc nhanh như thế này thì chắc chắn là Xiaomi sẽ phải sử dụng một con chip có khả năng quản lý dòng điện một cách rất là riêng biệt thì mới có thể giữ được cái khả năng sạc nhanh đến như vậy. Đáng tiếc là Xiaomi vẫn chưa cho biết thời gian cụ thể thương mại hóa cái công nghệ sạc nhanh này. Chính vì thế mà đứng đầu trong danh sách của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ là chiếc Realme GT Neo 5. Chiếc smartphone này có khả năng sạc nhanh lên tới là 240W và các bạn sẽ chỉ mất khoảng 9 phút để có thể sạc đầy viên pin của mình. Và mẫu smartphone này thì đã được giới thiệu vào tháng 2 vừa qua, khiến cho cả thế giới công nghệ phải trầm trồ thán phục bởi khả năng sạc nhanh của nó. Với công nghệ sạc nhanh này giúp cho viên pin 4600mAh của chiếc Realme GT Neo 5 có thể sạc lên 20% chỉ trong vòng 80 giây, tiếp theo sau đó là 50% chỉ trong vòng 4 phút và 100% chỉ chưa đầy 10 phút. Quá là kinh ngạc đúng không nào? Và các bạn có tin được không? Chỉ với 30 giây các bạn sạc chiếc Realme GT Neo 5 này là các bạn có thể duy trì nghe gọi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn, đặc biệt với cái cuộc sống vô cùng là hối hả và nhộn nhịp hiện nay. Thì với 30 giây thôi mà đã nghe gọi được 2 tiếng thì sẽ trợ giúp công việc của các bạn rất là nhiều đúng không nào? Ngoài cái phiên bản sử dụng công nghệ sạc nhanh là 240W ra thì chúng ta sẽ có công nghệ sạc nhanh là 150W dành cho những chiếc máy có viên pin là 5000mAh. Và đứng thứ hai trong danh sách này thì sẽ là một chiếc smartphone tới từ thương hiệu Xiaomi, chiếc Xiaomi Redmi Note 12 Explorer với công suất sạc nhanh lên tới là 210W, cho phép các bạn có thể sạc đầy viên pin chỉ trong vòng 15 phút. Và cụ thể ở đây thì chúng ta có viên pin 4300mAh. Hỗ trợ cho công nghệ sạc nhanh này đó chính là một thiết kế vô cùng là nhỏ gọn đi kèm viên pin dung lượng khá là vừa vặn, đó là 4300mAh, đủ để duy trì cái khả năng sử dụng trong vòng một ngày. Nói qua một chút về trang bị trên chiếc Xiaomi Redmi Note 12 Explorer này thì các bạn sẽ có con chip Dimensity 1080 cùng với màn hình lớn 6,67 inch 120Hz và đặc biệt thì chúng ta cũng sẽ có cái camera siêu khủng lên tới là 200MP, một chiếc máy khá là hoàn hảo để có thể giải trí như là xem phim, chơi game nhẹ nhàng cùng với chụp ảnh vô cùng sắc nét. Vivo cũng là một thương hiệu smartphone tới từ Trung Quốc không nằm ngoài cuộc đua sạc nhanh này với chiếc Vivo IQOO 10 Pro. Chúng ta sẽ có khả năng sạc nhanh là 200W. Chiếc máy này thì được ra mắt vào tháng 7 năm 2022. Với chiếc Vivo IQOO 10 Pro này thì các bạn sẽ có viên pin 4700mAh và chúng ta sẽ mất cũng chỉ khoảng là 10 phút để có thể đầy viên pin này. Chiếc smartphone này còn đặc biệt hơn những mẫu smartphone mình kể bên trên, không chỉ có công nghệ sạc siêu nhanh, chúng ta còn có hỗ trợ sạc nhanh không dây lên tới 50W và đặc biệt là khả năng sạc ngược 10W cho những mẫu smartphone khác. Quá là tuyệt vời đúng không nào? Và các bạn cũng hoàn toàn yên tâm vào cấu hình của chiếc máy này, bởi vì bên trong chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 cùng với đó là camera 50MP, tha hồ để các bạn có thể sử dụng trong mọi tác vụ hàng ngày. Xiaomi sở hữu khá là nhiều mẫu smartphone với công nghệ sạc siêu nhanh. Và trong danh sách này thì chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi 13 Pro mới được giới thiệu gần đây, cho khả năng sạc nhanh lên tới là 120W và chúng ta có thể sạc đầy viên pin 4820mAh từ 0 lên 100% chỉ trong vòng 20 phút. Và đa phần những mẫu smartphone mà mình giới thiệu trong video ngày hôm nay được trang bị sạc siêu nhanh thì đều là những chiếc flagship. Thế nên với Xiaomi 13 Pro thì chúng ta cũng sẽ có một cấu hình cực khủng, đó chính là con chip Snapdragon 8 Gen 2. Cùng với đó các bạn sẽ có tới tận 12GB RAM, sẽ có màn hình 6,73 inch và hỗ trợ tốc độ làn mới là 120Hz.
quá đáng cho các bạn game thủ đúng không nào? Có thể thấy rằng là sạc nhanh ngày càng trở nên rất là tiện và cực kỳ cần thiết trong cái cuộc sống hối hả hiện nay của chúng ta đúng không nào? Giả sử như tối hôm trước các bạn đi ngủ và quên việc sạc smartphone, sáng hôm sau lại phải dậy đi làm sớm. Với một chiếc máy được trang bị khả năng sạc siêu nhanh như những mẫu máy mà mình kể trên thì chúng ta sẽ chỉ cần phải cắm sạc khoảng 10 đến 15 phút thôi. Các bạn vệ sinh cá nhân xong, quay vào là đã có một chiếc máy đầy pin để hỗ trợ một ngày làm việc cực kỳ tuyệt vời rồi đúng không nào? Còn các bạn thấy sao về khả năng sạc nhanh trên những mẫu smartphone hiện nay cùng với những mẫu máy mà mình kể trên, thì các bạn ấn tượng với những chiếc máy nào thì cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio nhé.